Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh nhà đầu tư tài chính tự do Thì ngày hôm nay như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường ở trong phiên Từ đó chúng ta sẽ đưa ra những cái góc nhìn, những cái nhận định về thị trường ở trong những phiên sắp tới Anh chị nào hiện tại đang xem video của em Nếu thấy video của em là hữu ích thì đừng quên là bấm like cái video này Cũng như subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký bởi vì theo thuật toán của YouTube thì nó sẽ hỗ trợ đề xuất những video có nhiều like cũng như là có nhiều bình luận à vì vậy anh chị theo dõi video của em nếu mà người yêu quý em có thể là để là nút like cũng như là để lại một cái bình luận ở phía bên dưới này à về cổ phiếu về danh mục cũng như là các cái vấn đề mà anh chị quan tâm về thị trường hay đơn giản là chúng ta chào nhau chúng ta tương tác với nhau để giúp cho video của em được đề xuất nhiều hơn ha à, cảm ơn mọi người rất là nhiều à ngoài ra thì ở phía dưới cái phần mô tả video này em có để thông tin liên hệ là Zalo và số điện thoại thì anh chị nào mà có cái nhu cầu đang muốn tìm kiếm một cái bạn môi giới hỗ trợ anh chị mình ở trong quá trình đầu tư à, về cổ phiếu về danh mục về điểm mua điểm bán có thể là kết bạn zalo với em hoặc là trợ lý của em à, để được hỗ trợ tư vấn ha mở tài khoản tại VBS còn nếu anh chị nào mà đã có tài khoản ở VBS rồi thì có thể chuyển cai đi người quản lý à, sang em hỗ trợ à, và hỗ trợ mọi người trong quá trình đầu tư à, cũng như là em có để cái đường link nhóm cộng đồng ở phía bên dưới này anh chị có thể bấm vào cái đường link này hoặc là quét cái mã QR code ở trên màn hình này à nếu anh chị có nhu cầu à, muốn trao đổi chia sẻ nhiều hơn với như anh chị ở trong đông cộng đồng hoàn toàn miễn phí à, cảm ơn chị rất là nhiều à, vì đã dành thời gian để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em à thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường ở trong phiên ngày hôm nay thì nếu anh chị nào mà có theo dõi cái chuỗi video của em ở trong tuần vừa qua cũng như là cái buổi live ngày thứ năm vừa rồi thì rõ ràng chúng ta đã đánh giá về cái diễn biến của Vindex kể từ sau cái đợt bán ngày hôm 17 tháng 7 à, nó có những cái thay đổi nhất định à, nếu như trước đó chúng ta kỳ vọng rằng là Vindex nó sẽ có nỗ lực để nó quay về nó kiểm tra là cái vùng 1.300 điểm à, đây là cái vùng kháng cự tương đối mạnh trước đó thì sau cái nhịp bu lên kiểm tra lại cái vùng kháng cự lên quanh 1290 à, và cái đợt bán cao trào ngày hôm 17 tháng 7 à, thì mình đã đánh giá rằng là sau cái nến ngày 17 tháng 7 tức là sau cái nến bán à, gấp gáp diễn ra vào giai đoạn cuối ngày kèm với khối lượng lớn thì chắc chắn viên chúng ta sẽ nên mở gap down ở ngày hôm sau à, nếu anh chị nào mà xem kênh của em chắc chắn mọi người sẽ nhớ có nhiều anh chị thắc mắc với em là ổ, tại sao em lại mặc định rằng là nó phải mở gap down à, nó nên mở gap down à, bởi vì bản chất là nếu mà nó ép bán nhanh ở giai đoạn cuối ngày nhưng mà nó không mở gap down ở ngày hôm sau thì đồng nghĩa rằng là ngày hôm sau đó vô tình nó đã tạo cái niềm tin tạo cái sự hy vọng cho nhà đầu tư à nó khá là giống cái giai đoạn ở bên cái nến này cái nến ngày hôm 14 tháng 6 à mọi người thấy là sau cái nến ngày 14 tháng 6 này thì ngày hôm sau đó Vindex nó cũng không mở gấp đau đâu à, mà đầu ngày nó vẫn xanh nhẹ lên sình à, sau đó ở trong ngày ở trong phiên à nó mới bị bán và sau đó thì nó cũng lên sình đi ngang thôi à, chứ cái lượng cầu nó không bật lên trên được thì đồng nghĩa rằng là cái lượng cung nó vẫn muốn bán ra à, và cái lượng cầu nó chưa đủ sức để mua lên trên à, thì đó lý do vì sao mà sau đó nó sẽ có thêm một cái đợt bán tháo thì em cũng nói cái hệ quả của cái cây nến ngày hôm 17, 18 tháng 7 á, tức là nếu mà nó vẫn lình sinh ở giai đoạn đầu ngày à, mà nó không mở gap down ép bán tiếp diễn ở sau cái nến ngày hôm trước đó thì đồng nghĩa rằng là nó vẫn đang tạo cái niềm tin à, tạo cái sự kỳ vọng cho nhà đầu tư à, và ngày hôm thứ sáu vừa rồi chúng ta có một cái nến là lớn bán xuống kèm với lại khối lượng lớn à, thì em cũng nói rằng là cái cây nến này à, nó cho thấy rằng là ở trong ngắn hạn thì cái lượng cung nó vẫn đang áp đảo so với đại cầu à, thì ngày hôm nay mình có một cái nến bán tiếp diễn. Thật ra thì hầu như tất cả chúng ta cũng đều biết rằng là cái đợt bán ngày hôm 17 tháng 7 này nó diễn ra À, có thể phần nào đó nó xuất phát từ cái thông tin à, khá là đáng buồn của Việt Nam chúng ta ở trong cuối tuần vừa rồi à, và em nghĩ rằng là à, cá nhân em thì giai đoạn hiện tại cái việc mà chúng ta đánh giá thị trường dựa trên yếu tố thông tin à, nó cũng sẽ tương đối khó à, bởi vì về cơ bản là thị trường nó cũng đã phản ánh phần nào đó à, lên cái cung cầu của Vindex rồi đó lý do vì sao mà ở thời điểm hiện tại nếu chị nào mà gọi là chúng ta bán vì thông tin đó thì đó trong ngày hôm nay cái việc mà chúng ta mở gap down ở giai đoạn đầu ngày à, nó cũng xuất phát từ một đại lượng nhà đầu tư À, người ta bán ra vì thông tin, bởi vì ta cảm thấy lo lắng, à, người ta không biết rằng thị trường sau đó thông thường sẽ có diễn biến như thế nào à, nên người ta sẽ lo lắng à, và người ta sẽ có xu hướng bán ra nhiều hơn, à nó khiến cho VDET ngày hôm nay có một cái nến bán tháo mặc dù là chỉ số chúng ta ngày hôm nay không giảm nhiều đâu, chỉ giảm khoảng 10 điểm thôi, à, ở mức là khoảng tầm 0,8% à, nhưng mà rõ ràng ngày hôm nay là cái phe bán áp đảo hoàn toàn luôn, chúng ta có 350 mã giảm so với lại là 96 mã tăng, trong đó là chúng ta có 22 mã giảm sàn À, đồng nghĩa là cũng có đa số nhà đầu tư cá nhân người ta bán bất chấp ấy. người ta bán bởi vì người ta cảm thấy rằng thị trường có rủi ro và người ta muốn bán ra à, thì cá nhân đánh giá thì ở trong ngắn hạn sau cái nến bán ngày hôm nay chúng ta sẽ cần đánh giá thứ nhất là về cái đuôi nến à cái đuôi nến ngày hôm nay nó có ý nghĩa như thế nào à nó có thật sự đã giúp cho vinex tạo đáy được hay chưa và chúng ta cần lưu ý cái gì điều gì sau cái đuôi nến ngày hôm nay cái thứ hai là cái gap down ngày hôm nay mở ra Đấy, cái gap down ngày hôm nay mở ra gap down cũng là một trong những cái vấn đề chúng ta rất thường đánh giá bởi vì đơn giản là gap down nó là đại diện cho tâm lý nhà đầu tư à, cái sự hoảng loạn của nhà đầu tư diễn ra ở giai đoạn đầu ngày à, nó khiến cho nhà đầu tư cá nhân người ta bi quan người ta bán ra à, ngay từ phiên ATO à, thì nó mới tạo nên gap down thì cái việc mà đánh giá gap down cũng như đo lường sức mạnh của gap down sẽ giúp cho chúng ta biết được là cái lượng cung ở cái vùng đó nó mạnh như thế nào à, và cũng như nó sẽ là một cái thước đo cho cầu trong bối cảnh mọi người thấy đặc biệt là những cái gap down bán ra mà cái lượng cầu nó nhanh chóng nó quay về lấp lại cái gap đó à, ví dụ như em nói ngày mai đi à, Vindex mà chúng ta quay về lắp được cái gap down mở ra ngày hôm nay thì chắc chắn rằng chúng ta thấy rằng là cái lượng cầu hiện tại này rất là tốt à, và nó chấp nhận mua lại cái lượng hàng loanh quanh cái ngưỡng tầm 1260 này à, thì khi đó nhiều khả năng chúng ta sẽ bật lên được sớm hơn à, thay vì là chúng ta sẽ chờ đợi nó quay về lại cái vùng hỗ trợ biên dưới là quanh khoảng tầm giá 1230 à, đó là cái biên độ xe quay của Vindex ở thời điểm trước đó đấy thì cái thứ hai mà chúng ta đánh giá sẽ là cái gap down à, và thêm một cái nữa đó chính là ở trong cái video ngày hôm thứ năm cái buổi livestream ngày thứ năm em có nhấn mạnh với anh chị hai yếu tố À, và ngày thứ sáu thì em có nhắc lại hiện tại mọi người phải hình dung được là để thị trường nó tạo đáy đi lên à, thì chắc chắn cũng như là bước vào giai đoạn tăng mạnh đó nha à, thì chắc chắn nó sẽ cần hai cái yếu tố đầu tiên là sự hỗ trợ từ một cái nhóm ngành nào đó à, để tạo cái niềm tin à, để dẫn dắt chỉ số thì giai đoạn vừa rồi mình thấy được cái sức mạnh giá của nhóm ngân hàng cái nhóm băng à, nó khá là tốt à, thì em cũng nói mọi người là à, chúng ta sẽ quan sát cái động thái ở phiên hàng về đúng không nhưng mãi như là mb này à, phiên hàng về cái nến ngày 27 tháng 7 nha à, là chính là cái nến cuối tuần vừa rồi đó công thương này à, rồi cả tết cơm cả sa cơm vân vân rất là nhiều những cổ phiếu nhóm ngân hàng à, thì mình sẽ quan sát cái động thái phiên hàng về để mình biết được rằng là liệu rằng cái phiên ngày hôm 17 tháng 7 ấy, nó có phải là một cái nhịp bull trap hay không đó là cái vấn đề đầu tiên cái vấn đề thứ hai là khi nào nhóm bất động sản tạo đáy bất động sản ở đây là mình nói cụ thể luôn chứ thật ra là những cổ phiếu ở biên dưới thậm chí là cả viên đi thậm chí là cả vn đi và vì đây là những cổ phiếu mà nó neo ở biên dưới quá lâu và đạn rồi nó bị bán tháo những cái mã như DG, DSG, BDR À, đa số đều bán tháo thậm chí là cả Nova ngày hôm nay giảm gần sàn, à, nó khiến cho cái trạng thái tâm lý nhà đầu tư rất là tiêu cực bởi vì người ta không biết rằng là bây giờ đơn giản như thế này thôi. Mọi người thấy là Vindex chúng ta đang neo vùng giá cao nhưng mà mỗi ngày đều có một cái mạng cổ phiếu phá đáy à, và cổ phiếu đó không phải là cổ phiếu nhỏ nha. Nova là vốn hóa cũng vài tỷ đô nhưng cổ phiếu bất động sản đa số là vốn hóa lớn. Thì cái việc cái nhóm bất động sản nó giảm nó cắm đầu như vậy thì chắc chắn Vindex không thể nào mà có cái niềm tin đồng thuận để giúp cho thị trường đi lên được. Đó lý do vì sao mà cái thời điểm mà nhóm bất động sản tạo đáy nó cũng rất là quan trọng, à, nó cũng rất là quan trọng. Đó là hai cái vấn đề ở thời điểm hiện tại mà đối với em là mình sẽ giải quyết nó bởi vì nếu mà mình không giải quyết được nó thì chúng ta sẽ không nên tham gia thị trường hoặc là nếu mà nó chưa được giải quyết à nó chưa được giải quyết à chúng ta chưa nhìn thấy được những cái điều đó thì chúng ta hạn chế tham gia thị trường bởi vì đơn giản là thiếu một trong hai thị trường thì không đi xa được thiếu nhóm dẫn dắt thì cũng không đi xa được mà thiếu cái nhóm mà à, tức là cái quá trình tạo đáy của nhóm này chưa diễn ra lực bán vẫn đang còn tồn động thì vẫn chưa đi xa được bởi vì khi đó cho dù là ông ngân hàng có kéo ông chứng khoán có kéo ông bất động sản à ông thép có kéo đi chăng nữa thì khi mà cái ông này cắm đầu thì chắc chắn ngay tư cá nhân người ta sẽ không bao giờ có cái niềm tin về cái việc là thị trường chúng ta sẽ đảo chiều và bứt phá đi lên. Đó là cái vấn đề mà chúng ta đã cùng nhau đánh giá phân tích ở cái video ngày hôm thứ sáu cũng như là cái livestream ngày thứ năm ha. Thì ngày hôm nay ở trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi giải quyết các cái vấn đề đó. Đấy, thì đó là cái nội dung chính của video ngày hôm nay. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi sơ lược qua một vài những cái cổ phiếu ở trong những cái nhóm ngành tiêu biểu đại diện cho thị trường để chúng ta biết được là ở giai đoạn hiện tại thì cái dòng tiền nó đang nằm ở đâu. À, và chúng ta sẽ nên làm thế nào à, nên gọi là cân đối xử lý cái danh mục của mình như thế nào à, để cho nó gọi là hiệu quả nhất thì à, nhìn chung về tổng quan thì ra ngày hôm nay có một cái điểm cộng đó chính là nhóm vn30 ngày hôm nay dự giá rất tốt nếu mà người nhìn thấy thì ngày hôm nay nhóm vn30 chỉ giảm đâu đó 0,23% trong khi đó vn index giảm đến 1,54% và vsmon cap giảm đến 2,4% vì vậy chắc chắn ngày hôm nay danh mục nhà đầu tư cá nhân sẽ bị thiệt hại nhiều hơn so với lại những phiên trước đó bởi vì đa số nhà đầu tư cá nhân sẽ không cầm quá nhiều cổ phiếu trong vn30 đó là một cái đa số nha à, mà họ sẽ cầm nhiều cổ phiếu ở nhóm cá và small cap à, và đó lý do vì sao mà ngày hôm nay là một cái ngày mặc dù thị trường chỉ giảm 0,8% thôi nhưng mà danh mục mọi người khả năng sẽ giảm từ 3 đến 4% à, khi mà anh chị nắm giữ những cái mã cổ phiếu ở nhóm ngành vốn hóa vừa và nhỏ thì cái lực bán ngày hôm nay nó quyết liệt hơn à, và ngày hôm nay thì vin mua nó bật lên sớm hơn thì một phần là bởi vì là cá nhân đánh giá thì một phần là bởi vì trước đó vin nó đã giảm trước rồi anh à, nó đã giảm trước rồi bên cạnh đó thì hiện tại nó đang lình xình lên quanh cái vùng hỗ trợ một 300 điểm của nó à, nên cái lực cầu nó có tham gia ở trong cái phiên ngày hôm nay giúp cho Vin 30 nó đóng đã sát cái ngưỡng 1300. À nó chưa thủng hẳn 1300, cơ bản là nó vẫn nỗ lực để nó neo lại lên quanh cái vùng này. Nên nó có cái lượng cầu tham gia ở trong cái nhóm Vin 30 để giúp cho thị trường chúng ta không giảm quá sâu về mặt chỉ số à mà nó tạo được cái đường nến rút chân đó. Thì cái đầu tiên mà em đề cập đến chính là cái nến rút chân ngày hôm nay thì những cái điều mà chúng ta cần lưu ý là cái gì? Cái này rất đơn giản thôi, anh chị nào mà xem kênh cho em nhiều mọi người biết. Sau một cái nến rút chân, đặc biệt là một cái nến rút chân kèm khối lượng lớn, hãy nhớ dùm em cổ phiếu đó nên tiếp diễn cái đà tăng vào ngày hôm sau thị trường cũng như vậy thị trường cũng như vậy tức là sao ngày hôm nay vì đã đóng cửa lên quanh một nghìn tức là ngày mai nó phải duy trì ở trên cái ngưỡng này ở trên cái ngưỡng tham chiếu không nên quay về cái giá đỏ không cần xanh nhiều nha nhưng mà phải xanh phải xanh lý do là bởi vì sao bởi vì sau cái nó lúc chân ngày hôm nay buổi chiều có thể là nhiều nhà đầu tư cá nhân người ta chưa kịp mua chẳng hạn như vậy đi à, người ta đang muốn bắt đáy người ta chưa kịp mua nhưng mà khi người ta chưa kịp mua như vậy thì ngày hôm sau đó bỗng nhiên cái giá cổ phiếu nó lại quay về lại cái vùng giá tủ cái vùng giá thấp trước đó vậy thì có phải đó, đó chính là cái động thái gì cái động thái tạo điểm mua giá rẻ và thì điều đầu tiên và điều quan trọng nhất cần lưu ý đó chính là sau cây nến ngày mai Vindex không nên quay về cái giá thấp ở trong phiên duy trì quá lâu nữa tức là có thể đỏ nhẹ ở trong phiên đình sình, nhưng mà không nên neo ở vùng thấp lâu nếu mà ngày mai nó vẫn đình sình, nó quay về lại một nghìn hai rồi nó duy trì nó sai quay ở vùng đó trong khoảng tầm nửa tiếng một tiếng thì chắc chắn rằng thị trường sẽ còn bán tiếp sẽ còn bán tiếp đó là cái điều đầu tiên mẹ muốn nhấn mạnh luôn đặc trưng của các cây gáp cây nến tạo đuôi nến tạo cái đuôi nến những cái nến gọi là rút chân nó đều có đặc trưng là như vậy à, hãy nhớ cho em cái đó ha không có động thái tạo điểm mua giá rẻ nếu mà có cái động thái tạo điểm mua giá rẻ thì chắc chắn rằng là khả năng thị trường nó giảm tiếp là còn và cái vùng hỗ trợ kế tiếp mà chúng ta sẽ đi tìm đó chính là vùng hỗ trợ lanh quanh ngưỡng tầm 1230 ở phía dưới này nè và cái biên độ sideways trước đó của Vindex là cái biên độ lên quanh khoảng tầm 1230 cho tới 1280 anh chị nhớ giùm em nha. Đó là cái biên độ quay của Vindex. Nên chắc chắn rằng là khi mà nó bị bán xuống tiếp thì nó sẽ có xu hướng quay về lại cái vùng hỗ trợ bên dưới ở phía này, ở phía dưới này. Đấy, thì đó là cái vùng kế tiếp mà chúng ta sẽ kỳ vọng rằng Vindex có lực cầu tham gia. À, có cái lực cầu tham gia. Rồi, đó là về cái đuôi nến. Vậy hãy nhớ em em ngày mai các cổ phiếu nào tạo đuôi nến ngày hôm nay thậm chí là cả DSG ngày hôm nay rút chân rất đẹp. DG BDR những cái mã nào ngày em nó rút chân thì ngày mai hãy tiếp diễn cái đà tăng đừng quy đừng cố gắng quay về cái vùng vùng giá thấp nữa tức là đừng lui ngược về cái vùng giá thấp giá đỏ trong phiên quá lâu để tạo cái điểm mua giá rẻ cho nhà đầu tư cá nhân bởi vì nếu mà cái động thái nó vẫn diễn ra thì chắc chắn những cổ phiếu đó sẽ còn rơi tiếp ít nhất là nó sẽ rơi cho đến khi nào mà nó ép được cái lượng nhà đầu tư cá nhân đã mua ở trong cái nó rút chân ngày hôm ngày hôm nay à, bán ra ai mọi người nhớ em cái đó ha nên sau những cái nó rút chân kèm khối lượng lớn nó phải là một cái nến tăng điểm thì mới là tốt còn nếu nó vẫn là một cái nến giảm điểm đi ngang ở vùng giá thấp thì nó sẽ còn rơi tiếp ở cái nhịp sau và cái vùng hỗ trợ kế tiếp mình sẽ chờ đón thị trường đó chính là một cái 230 cái thứ hai mà chúng ta cần lưu ý là cái gì mọi người nhớ không đó chính là cái gap down ngày hôm nay mở ra gap down mở ra ngày hôm nay rất tốt để chúng ta follow bởi vì sao gap down có ý nghĩa rũ bỏ có ý nghĩa ép bán trước đó chúng ta chưa ép bán được chưa ép bán được ở cây nến ngày hôm 18 tháng 7 nếu mà ngày 18 tháng 7 có gap down mọi thứ sẽ rất tuyệt vời khi đó chúng ta sẽ không cần quá lo ngại về những cái phiên bản như ngày hôm nay đâu à, cá nhân đánh giá nếu mà ngày 18 tháng 7 có một cái gap down thì khi đó chắc chắn chúng ta đã có một cái vị nhiệm cao trào ở trong cái cái nến ngày hôm đó luôn rồi à, và thậm chí là chúng ta đã bật lên sớm hơn rồi nhưng mà ngày hôm đó chúng ta lại không có gap down đấy nên em mọi người nhớ là ở trong cái ngày 18 tháng 7 đó em có làm video em, em có nói về video và em nói về cái vấn đề đó rồi đại sáng ngày 18 tháng 7 nè em có bé cho nhân gì khách hàng của em em cũng nói về kịch bản tương tự như vậy thôi em nói nè về các bạn nếu mà bán nhanh cuối ngày kèm thanh khoản lớn cho thấy lực bán này là lực bán chủ động có chủ đích tức là có chủ đích làm cái điều gì đó thì ở đây chúng ta đang giả định rằng là họ đang muốn rủ bỏ họ đang muốn rủ bỏ nhà đầu tư chúng ta giả định nha chúng ta đâu biết chúng ta đâu phải là tạo lập đâu Và chúng ta giả định là họ đang muốn rủ bỏ thì nếu mà họ muốn rủ bỏ thì ngày hôm sau họ phải bán tiếp Đấy, họ phải bán tiếp đem nó nè dù có tạo nó rút chân nhưng mà về cơ bản là Vindex việc nhịp bán diễn ra vào cuối phiên mang sức ép tâm lý rất lớn nên lên nhà đầu tư cá nhân đặc biệt là phiên chiều khi mà VNDAX đã có thời điểm là tăng, sau đó bị bán ngược trở về với cái chủ đích là ép bán thì phiên ngày hôm nay, tức là cái phiên ngày 18 tháng 7 VNDAX nên tiếp diễn cái đà bán đầu ngày bằng một cái gap down để tiếp tục gây sức ép lên nhà đầu tư chưa kịp bán phiên ngày hôm qua đưa chỉ số về kiểm định cái vùng hỗ trợ 1255, 1260 một lần nữa trong trường hợp đầu ngày mà chỉ số lình sình xanh nhẹ đấy là cái ngày hôm ngày 18 tháng 7 đó thì khả năng đào bán sẽ còn ép thêm 1 đến 2 nhịp sau đó để đưa chỉ số về cái vùng cầu thấp hơn quanh hỗ trợ 1230 của chỉ số. Đó là cái kịch bản mà chúng ta đã đưa ra sau cây nến bán ngày 17 tháng 7 và rõ ràng mọi người thấy được là cái nhịp bán này có thể gọi là một cái nhịp bán tiếp diễn để ép bán với một cái gap down. Đấy. Thì gap down này có ý nghĩa gì? Gap down này chính là cái ngưỡng chốt chặn ở trong cái đợt bull lên của thị trường. Như em nói rồi, có rút chân và tức là ngày mai sẽ có hồi. Nhưng mà hồi tới đâu và hồi như thế nào là tốt thì phải hồi khả năng ngày mai trong phiên khi mà chạm về cái gáp này chắc chắn sẽ có lượng cung bán xuống gáp đau là kháng cự mọi người nhớ nha gáp đau là kháng cự khi mà chạm về cái gáp này khi mà bull lên á chạm về gáp này sẽ có lượng cung bán xuống và mấu chốt sẽ nằm ở đây đây sẽ là cái ngưỡng để quyết định xem là phe nào sẽ chiến thắng ở trong ngắn hạn đấy, đó là cái ngưỡng mà sẽ quyết định xem là phe nào chiến thắng ở trong ngắn hạn nó tương đương với cái ngưỡng lên quanh khoảng tầm 1263 nghìn à, hai Tức là nếu mà cái nhịp mua lên lần này thì chúng ta mà lắp lại được cái gap down này thì khả năng chúng ta đã có đáy. Mọi người nhớ nha, khả năng chúng ta đã có đáy. Còn trong bối cảnh đây mọi người nhìn thấy những gap down bán xuống nè, sau đó quay lại lắp lại nhanh chóng nè thì đó chính là những thời điểm mà có thể gọi là rũ bỏ thành công và cao trào. Bởi vì đơn giản thôi, gap down thể hiện sự hoảng loạn và khi mà gap down được lắp lại nhanh chóng đồng nghĩa rằng là cái lượng cầu nó rất chủ động, nó mua lên à và nó hấp tụ lại hoàn toàn cái lượng cung bán ra, mọi người thấy không? Giống như, như gap down ở đây nè Sau đó gì Lúc mà có cái lượng cầu chủ động mua lắp lại Thì nó đi sai quay một đoạn Và nó sai quay xong thì nó tạo đã đi lên luôn Tức là những cái gap down này khi mà được lắp lại Càng nhanh càng tốt đồng nghĩa rằng cái lượng cầu nó càng khỏe Và thì rõ ràng ngày hôm nay mở gap down là cái để chúng ta đo lường đúng không Ngày mai ở trong phiên sẽ có hồi Hồi như thế nào Hồi về 1260, 1263 Quay về đây xem là cầu với cung Ai đang chiếm ưu thế trong bối cảnh nếu chúng ta lắp lại được cái gap down ở trong ngày mai tức là trong phiên ngày mai cuối ngày đóng cửa lại được lắp được cái gap down này thì coi như mình đã có đáy ngắn à, và khả năng đại sao chúng ta sẽ buông lên được một cái nhịp tương đối à, còn trong bối cảnh nếu mà ngày mai à, hoặc là nó quay về giá đỏ thấp ở trong phi giữ giá lâu hoặc là ngày mai nó chạm về cái vùng một nghìn này nó vẫn người trở về à, nó vẫn bị tán người trở về à, thì khi đó nhiều khả năng về đại sao chúng ta vẫn sẽ cần phải quay về kiểm tra là một cái vùng hỗ trợ thấp hơn mà vì đơn giản là cung cầu rất là dễ hiểu mọi người ngồi cái hình dung như thế này nè ở một cái vùng giá nào đó nếu mà cầu nó vượt trội so với cung thì khi đó nó sẽ vượt qua được cái vùng đó thôi và ngược lại khi mà cung nó áp đảo so với cầu thì nó sẽ có xu hướng lớn xuống à nó sẽ lớn xuống nó lớn xuống là tại sao nó sẽ muốn tìm những cái lượng cầu ở cái vùng giá thấp hơn à để hấp tụ lại để cân đối là cái lượng cung đó à, nên anh chị nhớ cái vấn đề đó nha đó là bản chất của cung cầu thôi đấy thì đó là hai cái vấn đề về cái đuôi nến ngày hôm nay và cái gap down ngày hôm nay nó mở ra mà em muốn anh chị phải lưu ý rồi còn cái vấn đề liên quan tới việc là sự buôn trát với nhóm ngân hàng nó có hay không thì đối với em những ngân hàng thực ra nó không buôn trát thậm chí là nó vẫn có sức mạnh giá khá là tốt những cái mã như mb công thương hiện tại đối với em nó vẫn giữ giá tốt đồng nghĩa rằng là cái lượng cầu nó vẫn chấp nhận mua lên thậm chí là ngày hôm nay công thương nó vẫn phá lên cái vùng giá cao hơn à những cái mã như sacom à, rồi à, công thương rồi mb đối với em ở giai đoạn này cái sức mạnh giá nó vẫn khá là tốt hay thậm chí là cả HDBank. Đấy, những cái mã này anh chị mà đang cầm thì vẫn cầm được tb cũng khỏe tb ngày hôm nay vẫn bước lên một cái vùng giá mới đồng nghĩa rằng là cái lượng cầu nó vẫn tốt đối với lại cổ phiếu này À, đó là cái điểm cộng và khả năng là nhóm ngân hàng vẫn sẽ là nhóm để hỗ trợ chỉ số cho thị trường ở trong ngắn hạn à, đó là cái điều mình nhìn thấy được sau cái nến bán ngày 17 tháng 7 mà nó không bị bán người trở về rất là nhiều cổ phiếu bị bán người trở về sau cái nến ngày 17 tháng 7 mọi người thấy không ví dụ như TV đi nhưng mà sau đó nó vẫn bước lên được đồng nghĩa rằng là cầu nó vẫn muốn mua lên tiếp tức là cái lượng cầu nó khỏe chứ không phải là cầu quân cáp à, rồi cái thứ hai là gì cái thứ hai là quá trình tạo đáy của nhóm cổ phiếu bất động sản đấy một cái mình đã có rồi cái nhân tố đầu tiên là mình đã được hỗ trợ rồi bởi cái nhóm ngân hàng mình nhìn thấy bởi cái lượng cầu của nó về thì cái nhân tố thứ hai là cái gì nhân thứ hai liên quan đến nhóm bất động sản mình có ai mình có những cái bạn như DSG ngày hôm nay DSG ngày hôm nay có thể gọi là một phiên mà đáy số 1 đã hình thành tức là bắt đầu có lượng cầu tham gia vào và cái lượng cầu này về cơ bản là đã chấp nhận mua lên ở cái vùng giá cao hơn khi mà nó bật lên được cái vùng giá xanh và giữ được cái giá xanh ở trong phiên ngày hôm nay đồng nghĩa rằng là hiện tại lanh quanh đây sẽ là cái vùng cân bằng ngắn của DSG mọi người nhớ em nha ngày hôm trước có nói mọi người về cái kỹ nến ngày hôm 18 tháng 7 á Thật ra mọi người nhìn á bất kỳ một cổ phiếu nào nó cũng sẽ có bốn cái quá trình tạo đáy, bốn cái giai đoạn, bốn cái phase. Anh chị nào mà xem kênh của em nhiều mọi người sẽ biết bốn cái phase đó. Cái phase đầu tiên là cái phase bán tháo, cái phase bán xuống cao trào, Đấy, có những cái nhịp bán cao trào xuống à, mở gáp chẳng hạn vậy. Cái phase thứ hai là cái phase mà bắt đầu mua lại cái lượng cầu đầu tiên, tức là bắt đầu hấp tụ lại cái lượng cung bán ra ở cái vùng giá thấp. À, bằng chứng là thông thường là sau những cái nến mua lại đầu tiên đó thì biên độ nó sẽ lớn. À, nó sẽ là những cái nến biên độ lớn nó ăn lại cái nến giảm trước đó cái thứ ba là một cái nến test cung một cái nến kiểm tra lại cung bằng một cái nhịp bán ngược về lại cái vùng hỗ trợ đáy cũ trước đó với khối lượng đã giảm đi mọi người thấy là cái nến này nè và cái nến này nè thì rõ ràng khối lượng của cái nến ở cái nhịp cái nhịp bán sau đó, nó đã giảm đi rất nhiều so với lại cái nến trước đó rồi mặc dù là cùng một cái vùng giá tức là cùng bán ngược về giá 13.5 nhưng mà cái nến sau khối lượng đã giảm đi đồng nghĩa là cái lượng cung đã giảm đi rồi và ngày hôm nay là một cái nến nó bật trở lại kèm với lại khối lượng lớn thì nếu mà ngày mai à, con này nó quay lên trên cái giá 14 nó vượt lên trên 14 kèm khối lượng cao đóng cửa lại trên 14 thì coi như là giờ sẽ có đáy ngắn coi như là giờ sẽ có đáy ngắn và chúng ta sẽ có cái đợt hồi ngắn lên khoảng tầm giá 15.5 cho tới 16 à, đó là cái cơ hội để cho những anh chị nào mà đang cầm hàng à, đang kẹp hàng có thể cơ cấu một cách thoải mái cũng như là à, cân đối là cái danh mục của mình sau một cái giai đoạn gọi là những bất động sản rơi vào trạng thái khủng hoảng à, rồi đối với lại những ông như là DG này à, DG thì về cơ bản là hôm nay có cầu nhưng mà cầu nó không được gọi là quyết liệt như ông DG thôi trước mắt thì ông này anh chị nào mà đang cầm thì về cơ bản là vẫn đang có đáy một thôi chưa có đáy một nha gọi là tạm coi điểm cân bằng có cầu vào nhưng mà chưa bật lên được thì đồng nghĩa là những mã này chưa tạo đáy đâu à, BDR cũng vậy chưa tạo đáy chỉ là đang có đáy số 1 thôi mà tức là khi mà nó bật lên thì kiểu gì nó cũng sẽ cần một cái nhịp bán xuống nữa à, sẽ còn một cái nhịp bán xuống nữa hay là Nova cũng vậy thì đối với những mã như là DG Novaland và BDR những cái mã mà hiện tại chưa có cầu vào ngoại trừ ông DG em nó có cầu vào thì chú ý cho em ngày mai cái động thái ngày mai khi mà cái lượng cầu nó chấp nhận mua lên cái vùng giá cao hơn thì nó sẽ có cái nhịp hồi đủ T cộng còn đối với lại cái nhóm bất động sản mà ngày hôm nay chưa có đáy hoặc là cơ bản cái độ độ đàn hồi nó chưa tốt à, những cái nhịp buôn lên đầu tiên nó chưa bật lên được quá tốt thì đồng nghĩa rằng là cái nhóm này à nó sẽ nó sẽ có hồi nó sẽ hồi theo ông DSG nhưng mà nó sẽ chưa tạo đáy được liền mà kiểu gì đoạn sau nó cũng sẽ có cái nhịp bán người trở về để kiểm tra là cái đáy cũ như em nói rồi hầu hết những cổ phiếu nếu muốn tạo đáy thì thông thường sẽ ít nhất là hai đáy à sẽ ít nhất là hai đáy thì đó là cái nhóm bất động sản kỳ vọng của em ở trong ngắn hạn vậy thì cái quan điểm của em nha ở thời điểm hiện tại bất động sản khả năng sẽ có cầu vào trong tuần này có cái đá số 1 các cổ phiếu như Nova, DG, BDR, CEO sẽ bắt đầu có cái lượng cầu tham gia đầu tiên giúp cho nó bật ra được đâu đó khoảng tầm từ 5 đến 7% từ cái vùng đáy. Riêng DG do ông này thì lực cầu này chủ động hơn rất là nhiều thì khả năng ông này sẽ buông được nhiều hơn. Ê, có thể ông này sẽ chủ động quay về được cái vùng khoảng tầm giá 15.5 16 ở trong tuần này. Ê, và về cơ bản là cái lượng cung của nó vẫn lớn nên chắc chắn sẽ chưa vượt qua được liền mà sẽ có xu hướng chuyển lại khi mà nó quay về cái vùng kháng cự đó. À, thì lúc đó mình sẽ đo lượng sao. Còn những cái ông kia DG, BDR những cái mã mà gọi là mang tính chất gọi là đầu cơ và cũng như là đang giảm tương đối sâu hơn à, cái lượng cung nó mạnh hơn Nova à, thì những cái mã này sẽ có đáy một nhưng mà chưa tạo đáy được liền và sẽ có xu hướng đi xe quay hoặc là giảm tiếp ở cái tuần sau tức là ở cái giai đoạn mà khi mà nó quay về lại những cái vùng kháng cự phía trên à, nó sẽ bị bán ngược xuống một nhịp nữa và khi đó chúng ta sẽ đo lường xem là nó có tạo đáy hay chưa à, nhưng mà có thể là chúng ta sẽ sớm có đáy của nhóm bất động sản ở trong từ 1 đến 2 tuần tới à, vì vậy nó chị nào mà đang gọi là đang cầm tiền đang chuẩn bị săn cái nhóm cổ phiếu này à, thì hãy có thể là bắt đầu tập trung à, quan sát kỹ cái diễn biến của nhóm cổ phiếu này ở trong tuần này à, nó sẽ khá là then chốt tất nhiên rồi tại sao là nó DSG nó khỏe hơn bởi vì những cái cổ phiếu nó khỏe hơn thì nó sẽ có xu hướng tạo đáy trước à, và khi nó tạo đáy trước thì nó sẽ tạo được cái niềm tin cho những cổ phiếu khác nó đi lên theo thôi à, đơn giản là như vậy thôi anh à, nên chị nào mà đang cầm thì cũng lưu ý ha rồi à, đối với lại những cái nhóm ngành như là chứng khoán hay là thép à, thì khả năng những cái nhóm nó phải sai quay lại thôi bởi vì hiện tại cái sự phân hóa nó quá lớn ví dụ ngày hôm nay những cái mã như rồng việt lại quay lại giảm sàn BVS là giảm rất là sâu khi mà nó ra cái kết quả kinh doanh không quá tích cực ở trong quý 2 Ông trong việc này thì kết quả kinh doanh vẫn tốt nhưng mà khi mà cái áp lực chốt lời nó xuất hiện thì ông này cũng bị bán người trở về và giảm sàn tức là cái biên độ nó vẫn lớn cái biên độ nó vẫn khá là lớn trong khi thì ông thì vẫn, vẫn nỗ lực giữ giá ngày hôm nay giảm không nhiều ông VND thì ngày hôm nay vẫn xanh ông HCM thì ngày hôm nay vẫn xanh được hai phần tức là có sự phân hóa khá là lớn ở trong cái nhóm chứng khoán ngày hôm nay riêng thép cũng vậy ông thép ngày hôm nay có nhiều cổ phiếu không giảm nhiều cổ phiếu vẫn giữ giá À rồi ông dầu khí vậy có ông giảm ông tăng thì tức là cái sự phân hóa nó vẫn lớn thì đồng nghĩa là những cổ phiếu này khả năng giai đoạn tới sẽ sai quay thôi sai quay tức là sao cái biên độ những cổ phiếu nào nó đang hình thành mà ví dụ như ông hoa sen thì cũng có biên của ông đó ông hoa sen thì bây giờ quay về sát cái hỗ trợ dưới này khoảng tầm giá hai rồi đây cái hỗ trợ nền cổ phiếu dưới này thì khả năng sẽ có cầu tham gia lăn quanh cái vùng khoảng tầm hai 5 năm tới hai ở đây ông nam kim thì cũng quay về sát cái biên dưới rồi lăn quanh khoảng tầm hai 5 đây là cái biên mà trước chúng ta kỳ vọng ha À, rồi ông Hòa Phát thì hiện tại là ông này gọi là bám sát cái vùng hỗ trợ 28 luôn, 28 là hỗ trợ có thể gọi là chốt chặn. Thủng 28 thì sẽ có giá 26.5 27. Đấy anh chị nào mà đang cầm thì cũng lưu ý nè, đó là ngành thép. Nhìn chung là nhóm ngành này cũng là một trong những cái nhóm ngành mà chúng ta có kỳ vọng rất là cao về cái động thái dẫn dắt nhưng mà rõ ràng hiện tại thì nó vẫn chưa thực sự đủ sức để dẫn dắt trong bối cảnh là nó chưa có lực cầu tham gia đủ tốt. À, và nó đang có xu hướng gặp cáp được chút lời à, đến từ cái lượng nhà đầu tư có lãi thì chúng ta cũng lưu ý cái vùng hỗ trợ hiện tại của nó liên quan cái ngưỡng tầm giá 28 để mình xem cái phản ứng ở trong giai đoạn tới như thế nào ha đối với là ngành thép rồi thì đó là về tổng quan của thị trường ở trong cái giai đoạn này cũng như là những cái lưu ý mà em muốn dành cho anh chị mình ngày hôm nay có bốn vấn đề mà người cần quan tâm thôi vấn đề đầu tiên là vấn đề liên quan đến cây nến ngày hôm nay cây nến ngày hôm nay có hai yếu tố một là đuôi nến hay là ghép đao phân tích hiểu rõ giùm em những cái nến mà có volume lớn đặc biệt là có gáp đao và có đuôi nến thì phải hiểu là sau đó nó nên vận động như thế nào là tốt giống như cái cách mà chúng ta đã phân tích ở cây nến ngày hôm 17 tháng 7 nếu chị nào mà xem kênh của em mà chúng ta đã đánh giá được cây nến ngày 17 tháng 7 thì chắc chắn mọi người sẽ có xu hướng bán ra ở cây nến ngày 17 tháng 7 và chúng ta sẽ ngày 18 tháng 7 nếu mà nó lên sình ở đầu ngày và khi đó chúng ta sẽ không có bị bán ở cái đợt lần này tức là không có chịu cái áp lực tâm lý ở giai đoạn này và thậm chí ở giai đoạn này chúng ta sẽ có một cái lượng tiền tốt để chúng ta tham gia chúng ta chờ mua đối với là thị trường đấy à, như trước đó thì em cũng đánh giá rồi trong bối cảnh nếu mà lên xin thì khả năng nó sẽ có xu hướng bị bán hay là ngày trước thì em cũng nói À, ngày hôm trước thì chúng ta đánh giá rằng ngày thứ sáu nên em đánh giá rằng là thị trường sẽ lên sinh lại quanh vùng này để hấp thụ thêm một vài thông tin tiêu cực. À, thì lúc đó chúng ta chưa có những thông tin chính thống, à, nhưng mà về cơ bản là chúng ta cũng đang gọi là có một cái trạng thái tâm lý là nghi ngờ rồi. chúng ta đã có trạng thái tâm lý nghi ngờ rồi từ những cái thông tin trước đó rồi à, về cái vấn đề đó ha. À, đó là với thị trường cũng như là về cái động thái mà anh chị cần lưu ý ở giai đoạn hiện tại. À, tiếp theo thì về những cái nhóm ngành đi để mình xem ngày hôm nay có những cái thông tin nào chúng ta cần quan tâm. À, chứng khoán thế giới hiện tại thì thật ra cũng không tăng nhiều, à, cơ bản là chỉ có Nasdaq à, future đã tăng được khoảng một phần trăm. Còn lại thì các chỉ số như là Nikkei hay là Trung Quốc thì lại giảm. À, đó là lý do vì sao mà giai đoạn hiện tại thì em nghĩ là chứng khoán thế giới một phần là bởi vì nó đã tăng trước đó tương đối rồi, à, nên ở giai đoạn này thì nó lại gặp các được chút lời cũng tương đối. À, đa số những cái chỉ số như Nasdaq hay là Dow Jones đã động vừa rồi, à, phiên ngày thứ năm hay ngày thứ sáu thì đều chịu các được chút lời tương đối. À, một phần là bởi vì cái lượng nhà đầu tư cá nhân người ta có lãi rất là nhiều và người ta sẵn sàng bán ra. À, với cái giá à, tương đối cao à, DSY thì vẫn nên sơn lên 104 em nghĩ là sẽ không đe dọa đến cái chỉ số à, tỷ giá của mình lắm đâu hiện tại về cơ bản nếu mà nó vẫn neo ở dưới được cái ngưỡng 105 thì em nghĩ là, là tốt rồi à, dưới 105 không gây sức ép lên yếu tố tỷ giá nhiều à, và ngày hôm nay chỉ có một cái thông tin mà gọi là chúng ta cũng gọi là có bị ảnh hưởng tương đối thôi một phần tức là khi mà ông Joe Biden dừng tranh cử à, thì chúng ta sẽ có một cái sự tranh chấp mới à, có một cái cử, một cái ứng cử viên mới có thể là À, phó tổng thống Harris hay là có thể là một cái ứng cử viên khác mà chúng ta không biết. À, nhưng mà ở đây thì hiện tại nha ở Mỹ à, chứng khoán đang diễn biến theo chiều hướng là ông Donald Trump sẽ tái đắc cử. À, đó là cái à, rất là nhiều trang lớn họ dẫn tin tức là nhà đầu tư ở Mỹ cũng như là cái thị trường chứng khoán Mỹ nó đang phản ứng theo cái kỳ vọng rằng là ông Donald Trump sẽ tái đắc cử à, tổng thống Mỹ. Thì cái này mình sẽ không đánh giá sâu bởi vì đơn giản chúng ta cũng sẽ không thể nào đoán được. À, chúng ta ở đây là chúng ta đặt niềm tin vào tổng thống nào thôi nhưng mà đứng ở góc độ là một cái nhà đầu tư thì rõ ràng cái việc mà ông Donald Trump đắc cử thì nó sẽ không quá có lợi cho những thị trường như Việt Nam à, bởi vì đơn giản thì chúng ta cũng biết rằng cái giai đoạn mà ông Trump ông lên nằm cầm quyền đó, thì rất là tích cực cho chứng khoán bởi vì lúc đó thì ông liên tục giảm thuế, ông có những chính sách rất là hỗ trợ cho các doanh nghiệp ở trong nước nhưng mà ngược lại ông cũng có những chính sách khá là khắc khe với các thị trường đối tác của Mỹ đặc biệt là về vấn đề xuất nhập khẩu ở trong tuần này thì chúng ta cũng có thông tin liên quan tới việc là Việt Nam liệu có được công nhận là cái nền kinh tế thị trường hay không à, và ngày thứ sáu tuần này à, thì việc cơ bản là nếu được công nhận là nền kinh tế thị, kinh tế thị trường em nghĩ đó sẽ là một cái yếu tố tích cực à, để hỗ trợ cho các cái ngành xuất khẩu à, và khi đó chúng ta cũng sẽ có cái cái nguồn thu à, USD tương đối tốt để hỗ trợ cho cái vấn đề tỷ giá à, nhưng mà cái yếu tố mà người ta đang quan ngại đó chính là khi mà ông Donald Trump nếu ông tái đắc cử à, thì ông vẫn sẽ có những cái biện pháp để gọi là hạn chế à, cái cái việc hỗ trợ các doanh nghiệp đến từ nước ngoài cũng như là à, thậm chí là sẽ có những cái biện pháp mà để gọi là bất lợi cho các doanh nghiệp này khi mà họ xuất khẩu à, có xuất siêu nhiều vào thị trường Mỹ, à, bởi vì à, quan điểm của ông Trump thì ông sẽ bảo vệ cái quyền lợi của người dân Mỹ. trong khi đó thì thực ra thì cái à, quan điểm của điểm dân của đảng dân chủ thì nó sẽ ôn hòa hơn, à, hỗ trợ các, các doanh nghiệp các quốc gia à, khác trên thế giới để tham gia à, làm đối tác, à, giao thương ngoại thương xuất nhập khẩu với lại Mỹ. À, thì các cái chính sách nó sẽ gọi là cởi mở hơn Còn ông Trump thì ông sẽ hỗ trợ chính sách về thuế à, Cho các doanh nghiệp ở trong nước à, nhiều hơn à, Thì đó là cái gọi là cái hai trường phái đối lập Của hai cái gì là vị tổng thống và cũng như là hai cái đảng này à, Thì đối với em thì cái việc mà ông Donald Trump liệu có tái đắc cử hay không Thì mình cũng sẽ không biết nhưng mà nó sẽ là cái anh... Có thể đó là sẽ là một cái yếu tố mà nhà đầu tư cá nhân người ta sẽ khá là quan ngại Một phần nhà người ta sẽ quan ngại Thì cái này thì mình cũng sẽ chờ xem nhưng mà có cái thống kê khá đặc biệt tức là trong năm cái đợt bầu cử tổng thống gần nhất thì Việt Nam, à, chứng khoán Việt Nam thì tăng 400 năm cái lần à, trong năm cái đợt bầu cử đó, tức là năm đợt bầu cử gần nhất thì chứng khoán Việt Nam đa số là tăng điểm, à, đó cũng là một trong những yếu tố có thể giúp cho mọi người có thể gọi là tạm an tâm à, về cái diễn biến của cái đợt bầu cử sắp tới ha. Rồi còn về các cái nhóm ngành thì ngày hôm nay thật ra là nếu mà nói về tăng thì ra ngày hôm nay chỉ có vài cổ phiếu tăng điểm tốt thôi nhưng mà đa số những cổ phiếu đó nó cũng không phải là những cổ phiếu nổi trội à, mà chúng ta biết trong khi đó thì những cổ phiếu giảm rất là nhiều ha giảm ngày hôm nay thì hàng hà xa số luôn ha. Thép thì Hoa Sen, An Kim à, rồi những cái mã như TNH, giảm sàn, TVN những cái mã đã tăng rất là nhiều động rồi. Oi, TV2, BC1 Vâng, rất là nhiều những cổ phiếu giảm sâu, đồng nghĩa rằng là cái sức ép lực bán lên những cái những cái nhóm cổ phiếu mid cap và small cap ngày hôm nay đó đa số đều giảm từ 3 đến 4%. Thì chắc chắn là ngày mai mặc dù là có cầu tham gia vào thì hãy nhớ giúp em nha. À, những cổ phiếu nào mà ngày hôm nay rút chân thì hãy tập trung follow sát những cái mã cổ phiếu đó tránh cái trường hợp là nó tạo điểm mua giá rẻ tiếp đấy Hãy nhớ cái đó. À, còn về các cái nhóm ngành thì thực ra là ngày hôm nay thì ngân hàng thì cũng có một vài những cổ phiếu như ACB thì hiện tại thì vẫn tăng được khá là tốt. Em nghĩ là ACB trong bối cảnh hiện tại thì khả năng khi mà back về là khoảng tầm giá 24.5 à, thì vẫn sẽ có cầu tham gia vào. À, để giúp cho cổ phiếu này nó quay về nó kiểm tra là cái ngưỡng tầm giá 25.5 một lần nữa. Bởi vì thật ra thì ở cái đoạn này nó giống như là một cái nhịp phá kênh đó. nó phá ra cái kênh sideways trước đó của nó sau một cái đoạn linh sinh thì nó sẽ có xu hướng nó quay về nó kiểm tra, nó kiểm tra, nó kiểm định lại cái vùng hỗ trợ dưới này. À, chỉ cần cái lực bán nó giảm đi à, cái yếu tố thanh khoản nó giảm đi ở trong vài phiên tới thì khả năng là con ACB sẽ tiếp diễn được cái đà tăng ở giai đoạn sau à, nó thì đang được hưởng lợi bởi một vài những cái thông tin hỗ trợ từ cái nhóm ngân hàng đấy à, tức là nếu mà riêng về cái performance của ACB thì nó vượt trội hoàn toàn so với lại trung bình ngành à, trung bình ngành BIDV thì khá là yếu BIDV thì hiện tại sau cái nến cao trào ngày hôm trước ngày 17 tháng 7 thì em nghĩ rằng là nó sẽ có xu hướng sai quay là nó quanh đây nếu anh chị nào mà đang cầm thì có thể ưu tiên cái đợt bull lên giá tầm 48, à, 49, 50 đấy, canh bán ra em mình có thể chờ mình cover lại sau có thể nó sẽ có cái biên xe quay ngắn ở trong biên độ khoảng tầm giá 46 50 ha đối với lại con BID. Công thương thì hiện tại tiệm cận về sát cái biên trên lên quanh giá tầm 34 rồi. Đối với em thì hiện tại nữa chị nào mà đang cầm thì quanh cái vùng 34 này có thể cân nhắc một chút rồi. À, mình chút lời cũng được và sau đó mình chờ nó sao quay lại Nếu mà nó giữ là cái nền sao quay tốt thì mình cân đối mình tham gia ở đoạn sau ha đối với lại con uh, công thương à, liên vị thì hai đỉnh ngắn rồi nha chị nào mà đang cầm thì lưu ý nha hai đỉnh ngắn rồi con này tăng khá là nhiều rồi thì tránh tránh cái trường hợp là nó thủng qua cái neckline đấy quanh giá tầm 31 đó nếu anh chị nào mà đang cầm thì kéo chặn lại lên quanh 31 giùm em thủng 31 bán ra luôn nha đây, à, bởi vì khả năng khi mà thủng 31 thì sẽ có giá tầm 27 28 đấy à, nó sẽ có những cái nhiều cao trào bán xuống khi mà nhậu tới cá nhân người ta có lại người ta bán ra đó người ta chốt lời à, MB thì hiện tại vẫn cầm được MB nếu mà có bắt về lại giá tầm có bị chốt về giá tầm 24.5 lên quanh 24.5 24.7 à, thì tham gia mua mới mình chạy điên được À, SHB thì bây giờ quay ngược và lại xác cái vùng hỗ trợ dưới này thôi đã con này biên độ sẽ quay hiện tại là 10.5 cho tới 11.5 à, sau cái đầu chia cổ tức ngày hôm trước nha à, chứ không phải là 11.12 tới đâu à, nên hiện tại thì 11, 2, nó là quay về kiểm tra là cái gáp dưới này thôi nó có cái gáp nhỏ ở đây Đấy, cái vùng này là cái vùng cầu của nó đó tạm thời nếu chị nào mà đang cầm thì có thể nâng cái chặn lãi lên quanh cái giá tầm 11 cũng được Đấy, mình nâng cái chặn lãi ngắn lên quanh cái giá tầm 11 cũng được bởi vì lên quanh đó thì nếu mà lắp là cái gáp đó thì khả năng sẽ có giá 10.5 Thế thì khi đó mình chủ động mình kéo chặn lên à, STB tạm thời nếu chị nào mà cầm thì chú ý cho em cái gáp ở đây hiện tại thì nếu chị nào mà đang cầm thì chủ động mình kéo chặn lên quanh giá tầm 29.5 ở phía dưới này à, đây là cái đường neckline một đỉnh này hai đỉnh này đây là nhịp tới đỉnh số hai à, trước thì nữa chị nào mà đã mua vào cái nhịp này để kỳ vọng rằng là quay về kiểm tra là cái định cổ phía trên này á, thì hiện tại mình kéo chặn bên cái vùng hỗ trợ dưới này khoảng tầm 29 năm nha à, bởi vì trong bối cảnh nếu mà nó tán người về lại dưới 29 năm thì khả năng sẽ có lại giá tầm 28.5 29 đấy để nó quay về nó kiểm tra là cái vùng đáy phía dưới đấy à, nên chị mà đang cầm STB thì mọi người lưu ý thật ra thì câu này nếu mà tính ra thì về sức mạnh giá là vẫn tương đối thôi à, nó vẫn tương đối à, mấu chốt ở đây vẫn là sẽ là câu chuyện liên quan đến cái phiên cái, cái phiên ngày 17 tháng 7 nè thì sau cái nến mà nó tăng mạnh đó cái đuôi nó nó khá là dài và nó không tiếp diễn được cái đà tăng Tức là nếu mà nó tiếp diễn cái đà tăng sau đó và cái nến ngày hôm 19 tháng 7 là cái phiên cuối tuần vừa rồi thì nó sẽ tốt hơn. nhưng mà rõ ràng nó có xu hướng quay người trở về. Và ngày hôm nay một lần nữa nó quay về nó bán và thậm chí nó đã phủ nhận đi cả cái nến tăng ngày hôm 17 tháng 7 đồng nghĩa rằng là cái lượng cung đang tồn động đó với lại con này tương đối. Cung tồn động chính là cái lượng cung mà đã mua FOMO ở cái nến ngày hôm 17 tháng 7 người ta mua cao cao ấy. có à, khối lượng lớn á. À, tết cơm thì hiện tại nó chỉ là bà đang cầm thì chủ động mình kéo cái chặn lại cái hỗ trợ ngắn hơn khoảng tầm 22.5 nha. Đó là tết cơm. À, ngày hôm trước thì mình đánh giá rằng là sau khi lắp lại cái gáp mở ra lên quanh ngưỡng tầm 22.5 thì nhiều khả năng nó sẽ có một cái nhịp bán ngược về lại giá tầm 21 phía dưới này á. 21.5, 22 á. Thì tạm thời anh chị mà đang cầm thì khả năng mình kéo chặn lại lên quanh giá tầm 22.5 dùm em luôn. Mình bảo toàn cái vị thế trước đó của nó bởi vì thật ra cái vùng kháng cự trên này khoảng tầm giá 24 vẫn là dày. À, nên nếu mà trong tuần sau, trong tuần này á, trong 1 đến 2 phiên tới mà nó có cái nhịp bán ngược lên trên, nó quay ngược lên trên được cái vùng giá tầm 24 4.5 á. À, thì mình có thể cân đó mình chốt lời được đối với lại con Techcom. thì mình cầm tiếp được. TV hiện tại sức mạnh giá vẫn tốt à, cơ bản sẽ giống BIDV thôi mình cơ vai sẽ sai quay lại trong một cái biên độ à, lên quanh khoảng tầm giá tám bảy chín giống như kiểu con BID à, con BID động vừa rồi VIP yếu đoạn này hạn chế mua mới nè à, VB thì hiện tại mình có thể nâng chặn lên quanh 18 18.5 thôi nhưng chúng con lại sẽ chậm không nhanh được. Con này đang bắt đầu thu hẹp biên độ lại khi nào mà rét được cái biên trên á, rét được cái vùng khoảng tầm giá 19.4 19.5 thì mình cân đối mua mới được đó với lại con VB. OCB thì hiện tại chị nào mà đang cầm thì chủ động mình có thể có gắng một chút lời ngắn lên quanh ngưỡng tầm giá 15.5 được. Con này thì nhảm trước mình nói nhiều rồi. Con này về cơ bản đối với em thì định giá nó là một trong những cổ phiếu có mức định giá hợp lý về BB đó. BB hiện tại lên quanh khoảng tầm 1 thôi, chưa tăng quá nhiều. À, nó là cái nhóm cổ phiếu mid cap à, chứ không phải là nhóm mà ngân hàng quốc doanh. À, còn đối với lại nhóm quốc doanh thì à, cái cổ phiếu mà có định giá tốt sẽ là công công thương, à, công thương sẽ có định giá tốt. Rồi mà SB thì vẫn cầm tiếp được mà SB thì hiện tại nếu mà đang cầm thì có thể kéo chặn lại lên quanh giá tầm 11.8 à 14 à, 14.7 à, 14. phía dưới này cũng được. À, 14.7 là cái ngưỡng mà nó vừa nó vừa nó vừa qua được sau khi mà nó retest là cái đá số 2 đá sau cao đá, đá trước cái gì vừa rồi ấy rồi bất động sản thì có đến gờ chú ý được cho em ngày hôm nay à, nam long thì về sát cái hỗ trợ 441 ngày hôm trước em nói mọi người đó, nó đang xoay quay ở trong biên à, hai biên á là lăn quanh khoảng tầm 441 biên trên là khoảng tầm bốn bốn anh chị nào mà đang cầm thì có thể là follow cái vùng hỗ trợ bên dưới này nhưng chung mua mới thì hiện tại có thể là cân đối cho em thêm phiên ngày mai rồi để mình xem xem mà nó có chủ động nó quay lại trên cái ngưỡng tầm bốn được hay không à, tức là bởi vì cái lớn ngày hôm nay cũng hơi dài nhưng mà trong bối cảnh nếu mà nó không có cầu tiếp diễn trong ngày mai thì cũng sẽ hơi kém à, thì mình có thể là follow thêm phiên ngày mai ha DG thì nãy nó rồi những cái mã như DG, BDR, Novaland à, nhịp này có bull lên sẽ là nhịp hồi đầu tiên đó, tức là chưa tạo đáy được liền đâu nhưng cổ phiếu nó sẽ cần thêm một cái quá trình retest kiểm tra là cái lượng cung sau đó nữa đấy nên anh chị nào mà đang cầm đó với lại công ty DG, BDR hay là CEO à, những cái mã mà Nova đồ đấy những cái mã mà ngày hôm nay bắt đầu chưa có cầu vào nhưng mà chưa quá quyết liệt á à, thì khả năng sẽ cần cân đối lại thêm một cái một cái nhịp bán sau đó nữa hai đô thì nhiều khả năng sẽ có về là cái vùng hỗ trợ dưới này cái đường line viền cổ lên quanh 27 528 anh chị nào mà đang cầm thì lưu ý ha rồi ICC thì hiện tại nó quay về xét cái hỗ trợ dưới này khỏi tầm giá 14.5. Hiện tại đối với em thì con này nó khỏe hơn nhiều đó, so với những cổ phiếu khác trong nhóm bất động sản. À, nên nếu chị nào đang cầm thì có thể chủ động mình kéo chặn lên quanh cái vùng hỗ trợ 14 5 này cũng được. Bởi vì nó cũng đã chủ động giữ giá ở trong hai cái đợt bán ngày hôm trước ngày 14 và ngày 24 tháng 6 thì nó đều quay về lại cái vùng hỗ trợ này để nó bật lên. Thì đồng nghĩa rằng là quanh cái vùng hỗ trợ này là có cầu tham gia khá là tốt đối với lại con ICC này. Nên nếu chị nào đang cầm thì mình có thể chủ động nó cái chặn lên quanh giá tầm 14.5 này. À, nếu mà thủ 14.5 thì nhiều khả năng sẽ có giá 13.5 tới là quay về lại cái đáy cổ phía dưới. À, khi đó thì mình canh mình đã ra mình chờ mình cover lại sau cũng được ha. đối với lại con uh, AGC, ha. à, chứng khoán thì hiện tại SI là vẫn khỏe nhưng mà SI thì vẫn chưa có cầu mua lên giá cao thôi cầu chấp nhận mua giá thấp khi mà nó lình xình lên quanh 34 và 4.5 này cầu vẫn mua liên tục à, không bán ra quá quyết liệt à, nhưng mà chưa chấp nhận mua lên giá cao hơn tức là chưa chấp nhận mua lên cái vùng trên 35 chứ nếu mà quay lên trên 35 thì quá đẹp rồi à, nếu mà SI quay lại trên 35 mặc dù nó có thông tin lợi nhuận hỗ trợ tốt vừa rồi nhưng mà vẫn chưa thực sự bước lên được thì đồng nghĩa rằng là cái lượng cung nó vẫn dài À, nên đó bé ra thì bạn chú ý cái vùng hỗ trợ liên quanh, cái vùng kháng cự lên quanh ngưỡng tầm giá 35 khi nào mà qua được 35 là mới khỏe. À, đó với lại con này ha. Thì tạm thời nếu chị nào mà đang cầm thì mình chủ động mình kế chặn lại lên quanh giá tầm 34 cũng được. À, đó là SA. À, bởi vì đó là cái ngưỡng mà cầu đã chấp nhận mua vào thì trong trường hợp nếu mà giá nó quay ngược lại dưới cái ngưỡng 34 thì khả năng nó sẽ bị bán tháo. À, nên nếu chị nào mà đang cầm thì chủ động ha. À, mình follow cái vùng kháng cự lên quanh ngưỡng tầm giá 35 ở phía trên này à, xem nó có bước lên trên được hay không. À, nhóm riêng đối với nhóm bất đầu sản à, chứng khoán mà vốn hóa nhỏ hơn như FTS, CTS, MBS những cái mã cổ phiếu mà ngày hôm nay bắt đầu bị áp là chốt lời tương đối á thì anh chị nào mà đang cầm những cái mã cổ phiếu này thì chú ý giùm em ha. Nếu mà về các bạn nếu mà ngày hôm nay bị bán xuống mà nó cần hỗ trợ à, như FTS ngày hôm nay cận cái hỗ trợ như này khoảng tầm 36 37 thì sẽ có những cái nhịp hồi nhưng mà vẫn nhớ giùm em nha. À, bởi vì đa số những cổ phiếu này đã tăng tương đối nhiều rồi. À, nếu mà người nhìn thì có thể là nhiều cổ phiếu đã quay về là cái đỉnh thời điểm 2022 rồi. À, nên cá nhân em thì em nghĩ rằng ở trong những cái đợt buôn ngắn lên này nè thì mình phải tận dụng mình có thể cân đối mình bán ra mình hạ bớt diện à, tỷ trọng à, chứ mình hạn chế câu chuyện là mình trung bình giá nha ở thời điểm hiện tại đối với nhóm bất động sản à, nhóm chứng khoán mà nhóm chứng khoán vốn hóa nhỏ đó à, mình sẽ hạn chế cái động thái là trung bình giá bởi vì em nghĩ rằng là những cổ phiếu này thông thường á nếu mà nó muốn tạo đáy ha, nó muốn hình thành một cái con sóng gọi là là mới á, thì thông thường nó sẽ có cái nhịp, à, điều chỉnh khá là mạnh à, và thường nếu chúng ta mà cứ cố gắng mà À, trung bình giá hạ giá vốn nó mà nhìn cổ phiếu này thì chúng ta rất là dễ dính vào cái bẫy tâm lý và chúng ta cứ liên tục mua vào mua vào trong khi đó thì cổ phiếu nó cứ giảm thôi mọi người thấy là ở cái đồ thị tuần thì nó cũng đã hình thành hai đỉnh ngắn rồi công thương cũng vậy uh, à, MBS thì đang nỗ lực neo lại phía trên nhưng mà rõ ràng thì cái vùng hỗ trợ lên quanh ngưỡng tầm 31.5 này nè À, là cái nguồn hỗ trợ khá là quan trọng nếu mà thủng qua 1.5 thì coi như là cũng là hai đỉnh à, mọi người để ý ha rồi đối với lại ss uh, thì ngày hôm nay khỏe hơn nhờ vào cái tin lợi nhuận ngày hôm trước À, SS thì phải qua là 18. À, nếu mà qua là giá 18 mà sẽ có giá 19 cho mọi người cân đối mình chơi đi. À, đối với lại mã SS này ha. À, rồng về thì hỗ trợ ngắn là quanh khoảng tầm giá 20 anh chị nào mà đang cầm là follow cái vùng hỗ trợ phía dưới anh quanh khoảng tầm giá 20. Nhưng mà ngày hôm nay có gap đau nha, nên nếu mà ở trong cái đợt buôn ngắn lên sắp tới mà nó buôn lại được khoảng tầm giá 22 21.8 22 thì mình canh đảo ra. Bởi vì chắc chắn sẽ không lắp lại được cái gap down 22.3 này đâu. Và cái gap down này là gap đau biên độ lớn kèm áp lực bán đóng cửa sàn mà khối lượng lớn nữa thì chắc chắn là cái gap down này sẽ là gap down cần retest lại sau đó nhiều lần tức là sẽ chưa bao lại được liền đâu nên chắc chắn khi mà nó quay về là cái gap down này mình canh bán ra nha giống như ở đây nè mà gap down nè gap down vô lớn nè thì sau đó khi mà nó buôn lại nó test là gap down thì nó sẽ bị tán xuống tiếp à, bị bán xuống tiếp thì ở đây cũng tương tự như vậy thôi thì nhiều khả năng nếu mà nó có pull lên được khoảng tầm giá 22 mươi quanh 21 8 22 thì mình canh mình đảo ra mình chờ mình cover lại sau thôi bởi vì mình biết rằng kiểu gì khi mà nó quay lên trên gap đó thì nó cũng sẽ bị bán ngược trở về anh chị nào mà đang cầm thì lưu ý ha bản Việt thì vẫn đang cố gắng giữ giá thôi nhìn chung là nó vẫn đang gặp khó giống như SI đó. nó chưa qua được cái ngưỡng tầm 48.5 à, đây là cái gap down trước đó của nó đây là cái vùng cản à, và nó chưa bước lên trên được nhưng nếu nó bước lên được cái vùng kháng cự trên này thì nó sẽ thanh phát hơn và nó sẽ lên cái vùng 51, 52 ở phía trên này à, đó là bản Việt thì hiện tại nó chỉ là đang cầm thì cũng hạn chế mình mua mới ở đây à, nếu mà có mua mới thì em nghĩ rằng có thể mình chờ luôn mình chờ khi nào mà giá nó bước qua được cái vùng lên quanh 48.5 đó phía trên này à, nó vượt hẳn lên trên cái gap down này à, thì khi đó cái lượng tiền cũng như là cái lượng cầu nó sẽ gọi là tham gia tốt hơn đối với lại bạn bè ha à, rồi đối với lại nhóm chứng khoán thì uh, hcm thì vẫn cầm thiết được hcm thì đang tạo đã sao cao đấy trước thôi à, trước mắt có thể kéo chặn quanh cái vùng gáp ở phía dưới này lên quanh khoảng tầm giá 25.8 ở phía dưới này cũng được đối với lại con hcm à, rồi chúng ta nói về ngành thép thép thì hiện tại vẫn tập trung cho biên độ xe quay trên biên độ cho em nha hoa sen về lại biên dưới này hiện tại hỗ trợ lên quanh 22.5 23 hoa sen có thể cân đó mình trade được Nam Kim qua là 23, 23.5 có thể cân đó mình trade được. Đã nhiều cổ phiếu nó bước vào cái biên độ nó về lại biên dưới đó, mình cân đó mình vào mình trade. À, còn những cổ phiếu mà vẫn đang ở bên trên thì mình sẽ hạn chế. À, ông Hòa Phát này thì hiện tại đang khá là sát cái vùng 28. Ông này mà thủng 28 thì khá là xấu, bởi vì thủng 28 thì sẽ có biên dưới thôi, sẽ có giá 26 năm. À, đó lý do vì sao mà hiện tại đó với Hòa Phát thì mình cũng chưa mua được, à, mình sẽ follow cái động thái lên quanh cái vùng 28 này. À, do nó retest ở đây khá là lâu rồi mà nó chưa bước lên trên được, nó chưa bật lên trên được. À, thì tạm thời mình kéo chặt quanh 28 khi nào mà giá đóng cửa dưới 28 thì mình bán ra. À, còn đó với lại vì thế mua mới thì mình sẽ chờ à, cái nhịp sau à, khi mà giá nó quay lại trên cái đường ma mai cái đường ngày mai nè Loan quanh cái ngưỡng tầm hai năm á, thì mình sẽ cân đối mua mới lại sau bởi vì hiện tại thì giá nó vẫn đang neo và sẽ quay ở dưới cái đường MA20 hai à, mọi người lưu ý ha rồi à, và đối với lại à, ngành dầu khí dầu khí hiện tại thì mình vẫn đang lưu ý một vài những cổ phiếu như là ông bsr ông này thì vẫn đang gọi là trước mắt thì nhiều khả năng ông này sẽ có sự à, một cái nhịp à, quay về kiểm tra là cái vùng hỗ trợ phía dưới này À, lăn quanh đâu đó khoảng tầm 21 năm 22 à, nhưng mà thật ra thì cái lượng cầu lanh quanh đây nghĩa là vẫn sẽ tương đối tốt nên hôm nay sẽ là cân đối lại được lanh quanh đây à, và chờ cái yếu tố thông tin à, liên quan đến cái vấn đề chuyển sàn còn những cái ông như BVS hay là BVD thì tạm thời mình cũng sẽ hạn chế mình sẽ follow xem là cái lượng cầu gần nhất nó tham gia vào là ở đâu ví dụ như ông BVD thì cái vùng cầu gần nhất hiện tại là quanh đâu đó khoảng tầm giá 26.8 ở phía dưới này à, nên về cái vấn đề mua mới đối với lại BVD thì phải chờ khi nào nó quay về ít nhất được cái vùng hỗ trợ phía dưới đó thì cân đối mình tham gia, tăng quanh 28, 26, 8, 27 còn BVS thì cái hỗ trợ ngắn là phải tầm giá 40 à, nên nếu mà có cân đó mua trading thì vẫn sẽ ưu tiên khi mà nó quay về cái vùng hỗ trợ đủ dày của nó à, bởi vì thông thường thì ít ra khi mà chúng ta mua một cổ phiếu mà nó ở một cái vùng hỗ trợ tương đối tốt thì chúng ta biết rằng là cái vùng đó chúng ta sẽ có một cái lượng cầu tham gia hỗ trợ cho cái nhịp giảm à, và nó sẽ có một cái nhịp hồi ngắn tức là thường nó sẽ có một cái nhịp hồi ngắn à, còn nếu mà gọi là xui đi xui khi mà mua ngay hỗ trợ đi à, mà nó quay về hỗ trợ mà nó không bật lên được mà thậm chí nó sai quay nhớ giùm em nha chạm hỗ trợ mà sai quay là xấu bởi vì sao chạm hỗ trợ thì cầu nó vào cầu nó vào thì đếm nó ra đáng ra giá phải bật lên nhưng nếu chạm hỗ trợ mà đi xa quay về tức là khi mà cầu nó vào thì cung nó vẫn bán ra thì khi đó nhiều khả năng cái hỗ trợ đó sẽ bị thủng ngược lại chạm kháng cự mà xa quay sẽ là tốt bởi vì sao bởi vì chạm kháng cự thì sẽ có cái lượng cung bán ra thì nếu mà chạm kháng cự mà đi xa quay được và tức là cái lượng cung bán ra đó được hấp tụ bởi cái lượng cầu tức là có cái lượng cầu hấp tụ lại vậy thì khi đó nó sẽ có xu hướng vừa kháng cự đó đây hãy nhớ em nha không phải lúc nào xe quay cũng là tốt tùy vào cái vị trí của nó nhưng mà xe quay ở hỗ trợ là xấu xe quay ở kháng cự là tốt xe quay ở đây là xe quay giữ giá đi ngang nhé, nha giữ giá quá lâu lăn quanh một cái vùng giá đó đặc biệt là hỗ trợ hay là kháng cự thì mình sẽ biết được cái ý nghĩa của nó và cũng như là cái cái ảnh hưởng của nó lên thị trường à, cũng như là diễn biến trong ngắn hạn là như thế nào ha thì đó là cái nội dung chính trong video ngày hôm nay thế thì hy vọng là video ngày hôm nay đã giúp cho anh chị định hình rất là rõ về cái vận động của thị trường ở trong ngắn hạn để mọi người biết được là chúng ta nên làm gì ở trong phiên ngày mai chúng ta nên làm gì ở trong tuần này chúng ta nên làm gì với cái danh mục của chúng ta cũng như là các cái cổ phiếu ở các cái nhóm ngành khác nhau à, thì hy vọng là video ngày nay đã giúp cho anh chị một có góc nhìn mới về thị trường cũng như là chúng ta có thể chủ động cơ cấu giúp mình sao cho nó hiệu quả à, và anh chị nào mà đang xem video của em nếu mà thấy hay thì đừng quên bấm like video của em nha subscribe kênh đăng ký kênh à, nếu anh chị chưa đăng ký để có thể nhận được những cái thông báo sớm nhất về video của em hàng ngày ngoài ra thì ở phía dưới phần mô tả video này thì em có để thông tin liên hệ của em luôn là zalo và số điện thoại thì anh chị nào có nhu cầu muốn đồng hành cùng em ở trong đơn khách hàng tại VBS thì kết bạn Zalo với em hoặc là trợ lý của em à, để được hỗ trợ tư vấn về cổ phiếu và danh mục cũng như là các cái vấn đề liên quan đến thị trường à, và nếu anh chị đã có tài khoản ở VBS rồi thì có thể chuyển cái đi tại VBS sang em hỗ trợ và quản lý anh chị mình ha à, rồi còn anh chị nào muốn tham gia cái nhóm cộng đồng thì có thể bấm vào cái đường link ở phía bên dưới này à, nhóm cộng đồng số năm nè cũng như là anh chị quét cái mã QR code ở trên màn hình này à, để tham gia vào cái nhóm cộng đồng ha À, bởi vì theo thuật toán của youtube thì nó sẽ hỗ trợ đề xuất những cái video mà có nhiều like cũng như là có nhiều bình luận à, vì vậy nếu anh chị nào xem video yêu quý em à, ngoài việc bấm like video một có thể để lại cho em một cái bình luận ở phía bên dưới này à, về cổ phiếu và danh mục và những cái vấn đề mà anh chị quan tâm hay đơn giản là chúng ta chào nha chúng ta tương tác với nhau thông qua cái phần bình luận ở phía bên dưới này ha à, để giúp cho video của em được đề xuất nhiều hơn à, em cảm ơn mọi người rất là nhiều nha xin chào hẹn gặp lại anh chị ở trong những cái video kế tiếp à, Chúc anh chị có một cái buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân tại vì mọi người